Collagen Zeal Theory 390 là một sản phẩm rất hot trên các diễn đàn làm đẹp. Vậy tại sao nó lại được nhiều người tin tưởng lựa chọn đến vậy? Dòng collagen này phù hợp cho những ai và uống bao nhiêu là đủ? Tất cả những băn khoăn này của chị em thì sẽ được Hoa Beauty chia sẻ ở video dưới đây nhé. Đầu tiên thì chị em chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Collagen Gel Theory 390 là gì. Thì Collagen Gel Theory 390 có tên đầy đủ là Collagen Gel Theory loại 123 và 390 viên. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu Gel Theory, một trong những thương hiệu chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm có chứa collagen chăm sóc da hàng đầu tại Mỹ. Viên uống Collagen Gel Theory 390 thì có chứa hoạt chất sinh học có khả năng xuyên qua lớp biểu bì của da, giúp bổ sung 3 loại collagen 123 cần thiết cho cơ thể để mang đến tác dụng hiệu quả trong hỗ trợ làm đẹp da, giúp cho tóc, móng của chúng ta chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ tốt cho sức khỏe xương khớp. Về thành phần thì hàm lượng các thành phần có trong 6 viên uống Collagen Gel Theory bao gồm protein. Protein này chính là collagen các loại 1, 2 và 3. Collagen loại 1 thì là thành phần đóng vai trò quan trọng, cấu thành da, gân, thành mạch, dây chằng, nội tạng và xương. Collagen loại 2 là thành phần hình thành sụn trong cơ thể. Collagen loại 3 là sản phẩm cấu thành các sợi lưới liên kết trên da và dây chằng, tạo điều kiện cho mọi hoạt động trong cơ thể diễn ra trơn tru và thoải mái hơn. Ngoài ra thì còn có chứa vitamin C giúp hỗ trợ quá trình hình thành và sản sinh collagen trong cơ thể. Ngoài ra thì sản phẩm còn có chứa một số thành phần rất là đa dạng khác. Còn về công dụng thì Collagen Gel Theory 390 giúp bổ sung collagen và vitamin C cho cơ thể, bù đắp lượng collagen bị thiếu hụt, hỗ trợ làm đẹp da, tóc và móng. Sản phẩm còn giúp ngăn ngừa và cải thiện các dấu hiệu lão hóa do thiếu hụt collagen như là da nhăn nheo, thiếu đàn hồi, thâm nám, sạm da, giúp cho da của chúng ta căng mịn, tươi trẻ và đầy sức sống. Ngoài ra thì nó còn tăng khả năng liên kết giữa các mô, tế bào, từ đó giúp tăng độ đàn hồi cho da, giúp cho da săn chắc và khỏe mạnh hơn. Đặc biệt hơn nữa thì với các chị em, sản phẩm còn hỗ trợ cải thiện tình trạng ngực bị chảy xệ sau khi sinh hay là cho con bú. Collagen Gel Theory 390 còn giúp nuôi dưỡng tóc và móng, ngăn ngừa và cải thiện tình trạng tóc gãy rụng cũng như các dấu hiệu lão hóa của tóc khác do thiếu hụt collagen gây ra, giúp cho tóc của chúng ta bóng mượt và chắc khỏe hơn rất là nhiều. Sản phẩm cũng hỗ trợ tốt cho sức khỏe của xương khớp, thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo sụn khớp, tăng sản xuất dịch nhờn, bôi trơn các khớp, giúp cho xương khớp hoạt động trơn tru và linh hoạt hơn, làm giảm các triệu chứng đau, viêm hay là xương khớp. Và để chị em chúng ta có một cái nhìn khách quan nhất thì Hoa Beauty sẽ gửi tới các chị em một số phản hồi trực tiếp của khách hàng đã sử dụng sản phẩm. Một bạn có gửi feedback về cho Hoa Beauty, đó là mình dùng sản phẩm của bên bạn lâu rồi, nay mới gửi phản hồi cho bạn được. Da của mình lúc trước thì xấu, do cũng có tuổi rồi nhưng lại thức đêm nhiều vì công việc, nhìn rất là sợ. Và sau khi dùng sản phẩm bên bạn, da của mình đã đẹp và hồng hào hẳn ra, ai cũng khen. Và bạn có muốn lấy thêm một hộp nữa để sử dụng sản phẩm này. Ở trên web trẻ thơ thì cũng có một bạn thành viên có nickname là Phạm Nguyễn 82. Bạn đã chia sẻ đưa ra một số lời khuyên cho chị em khi sử dụng sản phẩm, đó là bạn nghĩ cái gì cũng cần có thời gian, không thể cứ được vài hôm chưa thấy tác dụng là đổi cái khác. Và bạn thấy là Collagen Gel Theory được rất là nhiều người dùng tín nhiệm và các chị thì nên kiên nhẫn mới có thể có được kết quả. Và tiếp theo là một review khá là chi tiết, cũng là của một bạn thành viên trên web trẻ thơ. Bạn có cho biết là đã dùng được 4 hộp Collagen Gel Theory rồi, đây là loại 390 viên và bạn dùng đúng hướng dẫn 6 viên một ngày. Tác dụng thì bạn thấy được đó là móng tay khỏe, không bị gãy nữa, tóc thì bớt rụng, không bị tăng cân và mẹ bạn thì cũng có sử dụng sản phẩm. Và mẹ bạn có review đó là thấy da mặt đẹp hơn, căng hơn và ai thì cũng khen trẻ. Thì bạn cũng có chia sẻ đó là bạn nghĩ là tùy người thì có hợp với sản phẩm hay là không và cũng khuyên các chị em đó là nên uống lâu dài thì mới thấy được tác dụng rõ ràng. Và sau đây thì Hoa Beauty xin giới thiệu tới các chị em về đối tượng sử dụng sản phẩm Collagen Gel Theory 390. Sản phẩm này thì dành cho cả nam và nữ từ 20 tuổi trở lên, đặc biệt là hỗ trợ tốt đối với các trường hợp sau tuổi 30 khi mà cơ thể đã bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Đối với các trường hợp phụ nữ có thai, đang cho con bú hoặc là người đang sử dụng thuốc điều trị theo đơn thì cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm. Còn về cách uống thì bạn nên uống với liều dùng đó là 3 viên một lần và 2 lần một ngày.
đặc biệt đó là nên uống collagen Jewelry trước khi ăn khoảng 30 phút và kiên trì thực hiện đều đặn để cho hiệu quả tốt nhất. Và tiếp theo, Hi Beauty xin giải đáp một số câu hỏi rất là quen thuộc của các chị em gửi tới cho Hi Beauty về dòng sản phẩm này. Trước tiên đó là collagen Jewelry 390 thì có tốt hay là không? Hi Beauty xin được khẳng định đó là viên uống collagen Jewelry 390 là một trong những sản phẩm được yêu thích nhất hiện nay của thương hiệu Jewelry, một trong những thương hiệu chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm có chứa collagen chăm sóc da hàng đầu tại Mỹ. Các sản phẩm của Jewelry nói chung và viên uống collagen Jewelry 390 đều được nghiên cứu và sản xuất dựa theo công nghệ tiên tiến hiện đại hàng đầu thế giới. Sản phẩm thì không chỉ được yêu thích tại Mỹ mà còn chinh phục được nhiều thị trường khó như là Đức, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Và để có câu trả lời khách quan hơn cho câu hỏi collagen Jewelry 360 có tốt không thì chúng ta sẽ cùng đánh giá ưu nhược điểm của collagen Jewelry nhé. Trước tiên là về ưu điểm thì sản phẩm giúp bổ sung hàm lượng collagen loại 1, 2, 3 và vitamin C cần thiết cho cơ thể. Không chỉ giúp làm đẹp da, móng, tóc mà còn hỗ trợ tốt cho sức khỏe, tăng cường chức năng của xương khớp. Sản phẩm thì được nghiên cứu và sản xuất dựa trên công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, vượt qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn sản phẩm. Sản phẩm không chứa chất bảo quản hay bất cứ hóa chất độc hại nào khác, lành tính và an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Sản phẩm có thể sử dụng được cho cả nam và nữ. Còn về nhược điểm của collagen Jewelry thì sản phẩm này được tổng hợp dưới dạng thực phẩm bổ sung và sẽ không có tác dụng thay thế cho thuốc chữa bệnh. Đặc biệt thì sản phẩm này có hiệu quả nhanh hay là chậm sẽ tùy theo cơ địa của mỗi người. Câu hỏi tiếp theo đó là collagen Jewelry giá bao nhiêu và mua ở đâu? Thì theo khảo sát nhanh tại các đơn vị cung cấp viên uống collagen Jewelry, hiện nay sản phẩm đang được bán với mức giá dao động từ 590 cho tới 675.000 Việt Nam đồng đối với hộp 390 viên. Mức giá 479 cho tới 550.000 đồng đối với hộp 290 viên. Giá bán cụ thể thì sẽ tùy theo chính sách bán hàng của từng đơn vị cung cấp. Còn về mua ở đâu thì chúng ta có thể tìm mua sản phẩm tại một số hiệu thuốc tân dược, cửa hàng thực phẩm chức năng, các trang mua hàng trực tuyến như là Tiki, Lazada, Sen Đỏ hay là Hoa Beauty, hoặc có thể mua thông qua nguồn hàng sách tay. Tuy nhiên thì chị em lưu ý, đó là dù mua theo bất cứ hình thức nào thì để được đảm bảo về độ tin cậy và chất lượng sản phẩm, chúng ta nên lựa chọn những đơn vị cung cấp có uy tín, sản phẩm có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Tiếp theo cũng là một câu hỏi rất là quen thuộc, một thắc mắc của tất cả các chị em, đó là uống collagen Jewelry thì có mập hay là không? Hi Beauty xin trả lời đó là collagen Jewelry là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ tiên tiến hiện đại của Mỹ, có hàm lượng collagen 100% từ tự nhiên, an toàn với sức khỏe và không hề gây béo phì. Trường hợp sử dụng collagen Jewelry bị tăng cân thì có thể do những nguyên nhân như là ngoài tác dụng làm đẹp da thì collagen Jewelry còn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn, ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn. Thì điều này cũng có thể trở thành lý do khiến cho bạn tăng cân nhanh chóng. Để hạn chế việc tăng cân thì chúng ta chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình và nghỉ ngơi là được. Đặc biệt là trong trường hợp sản phẩm sử dụng không đảm bảo đúng chất lượng, không chính hãng từ nhà sản xuất thì cũng rất có thể gây ra tác dụng phụ đối với sức khỏe của bạn. Đối với câu hỏi uống collagen Jewelry trong bao lâu thì Hi Beauty xin được trả lời đó là để đảm bảo hiệu quả tốt nhất thì các chị em nên kiên trì thực hiện theo liệu trình tối thiểu 2 tháng. Sau 2 tháng thì chị em có thể ngưng sử dụng trong vòng 1 tháng để có thể hấp thu và chuyển hóa hết lượng collagen bổ sung, sau đó tiếp tục sử dụng. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên xây dựng cho mình một chế độ ăn uống khoa học và nghỉ ngơi hợp lý để chăm sóc sức khỏe cũng như là làn da của mình. Hiện nay thì trên thị trường, sản phẩm collagen Jewelry cũng có khá là nhiều hàng giả, hàng nhái, nên là chị em cần chú ý một số cách để có thể nhận biết collagen Jewelry chính hãng. Thứ nhất đó là trên vỏ sản phẩm chính hãng thì sẽ có nhiều lỗ nhỏ li ti giống như là lỗ chân lông. Vỏ sản phẩm thì có in dòng chữ Made in the USA, chữ in rõ nét và không bị mờ hay là thiếu nét. Bên trong nắp sản phẩm thì có in dòng chữ Sealed for Your Protection. Mỗi viên uống thì đều khắc logo của Jewelry. Và đặc biệt khi bạn chạm tay vào viên uống thì sẽ có cảm giác hơi dính. Ngoài ra thì chị em chúng ta có thể sử dụng phần mềm check mã để kiểm tra thông tin của sản phẩm. Như vậy thì trong video trên, Hi Beauty đã chia sẻ cho các chị em về dòng collagen Jewelry 390 viên đang được rất là nhiều chị em tìm kiếm.
Nếu như mọi người còn có những câu hỏi nào cần tư vấn về dòng collagen Jutery hay các dòng collagen khác thì có thể để lại comment hoặc là liên hệ trực tiếp về hotline Zalo 0985229900 hoặc là truy cập vào website highbeauty.vn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video. Hãy ấn like và chia sẻ ở dưới video, cũng như đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ cho Highbeauty nhé. Hẹn gặp lại các chị em trong những video tiếp theo.